Vâng, xin chào tất cả anh em trên toàn quốc nhé. Hôm nay ngày 15 tháng 2, em giới thiệu cho anh em ba con âm ly cỏ vừa tầm vừa tiền nhé. Thì bữa trước có một số anh em hỏi âm ly rẻ tiền, vừa tiền chơi được những cặp loa box sale hoặc là loa cổ bát từng 25 trở về nhé. Rồi, trước mắt đầu tiên em sẽ giới thiệu con Sony. Con âm ly Sony này là model là TA-2605-50 nhé. Nhưng mà con này thì em nói luôn là nó lai một cái nút này, nó bị rớt mất cái nút này. Nhưng mà cái nút này gần giống đây, gần giống nó luôn. Cái vết này là hơi dơ thôi, mặt nó còn đẹp lắm nhá. Nút này nhìn lai nhưng mà thấy gần giống. Đây thì bắt chép ba lăng, mặt phay nhé. Đây phía sau trong này, trong khô vàng, sắt xi 7 màu. Ở bên em là bán trăm trăm hàng bãi chứ không bán hàng bờ nha anh em, cũng không có trao đổi bất cứ ai hết đấy. Chạy 4 con sò sắt nhé, sò sắt lớn. Đây 4 con sò sắt trong này, cụ nguồn đây. Đây phía sau, điện 100V. 120W, Made in Japan, nó chơi loa từ 4 đến 16 ohm nhé. Đây, rõ ràng đây, 4 đến 16 ohm, 4 đến 16 ohm nhé. Còn rất đẹp, hát tốt nhé. Đây, cái nắp nó đây, nắp này thì nó bị chảy một vài chỗ này, riêng hàng bãi không tránh được. Anh em nào về có IP thêm vào thì làm, không thôi trong còn đẹp. Rồi cái âm ly này em bán với giá 1.900.000 nha anh em. 1.900.000 cái âm ly này nhá. Chơi những cặp loa con này có thể chơi những cặp loa cổ Bát 230 cũng được nhá. Công suất tới 120W mà. Đây nhìn còn rất là đẹp nhá. Rồi 1.900.000. Sang đây là con âm ly Trio, có tên model là Trio 4500, bởi vì cái con này nó nằm sau đây 4500 K 4500 nhé. Con lon led này, bị ba lăng này, bắt chép này. Con này thì nó để đánh một cặp loa thôi nhá. Con này đánh nó chạy 4 con sò nick. 4 con sò này nó giống với con Bühner 2030 của Bühner 2030. Nó xài cũng xài 4 con sò kiểu này nhá. Con đó thì rất là mắc tiền. Con này 100W. 100W. Loa thì chơi từ 4 đến 16 ohm. Đó. Con này chỉ chơi một cặp loa thôi. Con này thì em bán với giá 1.500.000 nhá. 1.500.000 đi. Mặt bên trên này có chảy một xíu. Phía trên thôi, còn dưới mặt còn đẹp nha. Đấy, hát tốt. 1.500.000 nha anh em. Rồi, tiếp sau sang đây một con LSA Columbia. Một số anh em thì nhìn cái thương hiệu này hơi lạ, nhưng thực tế đó là con đàn ông. Dòng đàn ông đấy. Đây, cổ. Nó cũng chơi đúng con sò giống bên kia luôn. Con sò chả hay dùng cho 2030 này. Như con này ấy, con này nó mất cái đèn báo báo điện này nhá. Em lười không đi làm. Con này là SA3300. Em lười không đi làm nhé.
em sẽ bớt giá cho anh em làm. Cái này ra ngoài làm khoảng 50.000, lắp đèn khác 50.000. Con này có bị vết chảy này, chảy 60W, điện 100V 60W, đánh AB luôn nhá. Con này đánh 8 ohm, con này đánh nguyên 8 ohm không à, đánh 8 ohm nhá. Dòng này hay lắm, dòng này cổ. Thôi cái này em bán luôn, nếu mà anh em nào mua nguyên cái này hát rồi, cái này là lên điện nó mất cái đèn nguồn thôi, anh nào mua thì bán 1.3 triệu thôi nhá. Này mặt phay này, con đàn ông này hay cực kỳ luôn á, đánh cặp loa cổ bát 25 cực kỳ hay luôn, anh nào chơi thì biết rồi, bán 1.3 triệu thôi nhá. Em không làm cái này, anh em nào muốn làm thì 1.4 triệu em làm cho, đưa cho thợ làm, bởi vì nó thay cái đèn thôi có gì đâu nhá. Hát rồi nhá, cổ 1.3 triệu, một con 1.9 triệu, một con trồng 1.5 triệu, 1.3 triệu nhé, toàn cỏ thôi. Nhưng mà bao hàng là bãi zin 100%, anh em nhìn đây cực kỳ đẹp luôn đấy. Đây này anh em nhìn đây, anh em nào để ý nhá, khi mà anh em mà nhìn thấy, nếu mà hàng bờ đặc biệt ở đoạn này, để anh em lật ngược cái nắp lên, đặc biệt đoạn này nhá, nó sẽ han đoạn này và bên dưới sẽ han nhá, han đoạn này rất nhiều, bởi lý do là nhiều người ta ôm vào đây này, nó sẽ han. Còn hàng bãi thì không, nhìn như vậy đó, thấy không, taxi như vậy. Chiều 3 anh em nhá. Thôi vừa rồi em giới thiệu cho các bác 3 con âm ly cỏ. Anh em nào có nhu cầu mua con này thì dĩ nhiên là nó cũng chơi hay thôi, nhưng rẻ. Anh em nào tất cả đều đánh cặp loa bát 25 rất là hay nhá. Con này hay lắm, mấy con này chơi sò của dòng 2030 kia, sò sắt trông vậy thôi, qua em bán gần như cả thanh lý thôi nhá. Rồi bác nào có nhu cầu alo cho em nhá, em ship toàn quốc rồi, bên nào mà bên các bác tin tưởng chuyển khoản 100% em bao ship, còn không thì cọc thì bên mua phải chịu ship nhé. Chào tất cả các bác.